Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ok, tôi chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta cùng nhau giờ Thánh Kinh, sách Sáng Thế Ký 26. Ai là người muốn năm nay nhìn thấy sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, giơ tay tôi xem. Dạ. Năm nay tôi đặt tên cho năm 2020 này là năm của sự diệu kỳ. Khi tôi nói 2020, một cậu con trai nói: "Papa biết 2020 là gì không?" Tôi bảo: "Không biết." Nó nói rằng 2020 có nghĩa là Nam Hàn thắng mức 2-0, bị loại khỏi vòng 2020. Năm 2020 là năm của sự diệu kỳ. Nào chúng ta cùng nhau xem, đây là câu chuyện Isaac làm gì. Chúng ta cũng bắt chiếc Isaac để làm điều đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình, mà bị dân Philistine lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Ai đã từng ăn nước giếng, giơ tay tôi xem nào. Tôi sống ở miền Trung Du, Phổ Yên, Bắc Thái, là nơi mà đồi sim tím rất là nhiều. Ở nơi đó nguồn nước mạch mà tuổi thơ chúng tôi mỗi khi học về, không cần phải ghé qua quán nước, không cần phải mang theo chai nước như con trai của tôi. Chúng tôi chỉ cần lội mương, lần theo những cái vạch đồi sim, và có những nước rỉ ra chúng tôi vạch cái mạch nước ra và uống nước từ trong đó phun ra. Và ở đó không có nước máy, ở đó chủ yếu là nước giếng. Nước giếng có một đặc điểm ở chỗ là càng lúc nước giếng thì nước càng chảy ra và càng trong. Còn nếu không sử dụng nước đó là nó sẽ trở thành giếng tù và giếng chết. Và ở đây Isaac ông ta hiểu một điều này: ở vùng đất Trung Cận Đông nắng nóng như vậy, nước nó mang tới sự sống. Thật ra ông ta hiểu rằng Abraham cha của ông ấy là một người có một cái ơn đặc biệt, là ơn đào giếng. Abraham có một cách nhìn luôn luôn nhìn thấy ở đâu có nguồn nước. Và Isaac ông ta không cần phải đào giếng mới. Việc của ông ta là làm gì? Kinh Thánh chép rằng Isaac bèn đào lại. Hãy nhắc lại cùng tôi từ đào lại. Cái giếng mà Abraham đã từng đào, nước rất là nhiều. Nhưng khi ông ta đi lưu lạc đến chỗ khác thì dân Philistine vì ganh ghét cho nên mới lấy rác bẩn thỉu lấp trên cái giếng đó để không ai có thể múc nước từ nó. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Khi chúng ta thành công, chúng nó luôn tìm cách để đổ rác vào thành công của chúng ta, để không ai nhìn thấy sự thành công nữa. Và Isaac, ông ta có một cái điều đặc biệt ở chỗ, ông ta không cần phải làm gì mới. Ông ta chỉ cần bắt chiếc sự thành công của người đi trước thôi. Và ông ta làm gì? Ông ta đào lại, có nghĩa là vét lại hết thảy cái rác mà quân Philistine đã đổ xuống cái giếng đó. Bởi vì nước luôn luôn không hề thay đổi. Nước vẫn nằm tại chỗ đó. Nó chỉ đợi chúng ta múc và sử dụng thôi. Càng múc bao nhiêu thì càng chảy ra bấy nhiêu. Thầy giáo Isaac đã vét lại, đã xử lý lại cái rác mà lấp trên giếng của cha mình. Tiếp theo, câu 19: các bầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi chúng, gặp được một giếng nước mạch. Hãy nhắc lại cùng tôi: đào thêm. Nhưng bọn chân chiên Gera tranh giành cùng bọn chân chiên của Isaac mà rằng: nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Eset, vì bọn chân chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các người đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa, người đặt tên giếng này là Sitna. Đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác, về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho sứ điệp ngày hôm nay nói về năm của sự dư dật, năm của sự diệu kỳ. Thì Chúa đưa tôi đến mở đầu về đoạn Kinh Thánh này. Ở đây chúng tôi nhìn thấy có hai lần chia rẽ. Ở đây chúng ta nhìn thấy Isaac đã tới vùng đất này, khởi sự đào được giếng và thạnh vượng tới. Và có những người ghen ghét, nó dẫn tới sự chia rẽ lần đầu tiên, tranh giành. Ông ta không tranh cãi nhiều, ông ta lại đi tiếp chỗ khác. Bởi vì ông ta hiểu ra một điều: sự sống không phải chỉ tranh giành nhau một cái giếng này. Sự sống đang nằm khắp ở dưới đất này, cả một cái nguồn sống đang nằm đây này. Tôi mà có Đức Chúa Trời thì ở bất cứ chỗ nào tôi vẫn sống được, không cần phải tranh giành. Rồi đến một nơi khác, ông ta lại đào lại cái giếng khác, lại bị tranh giành lần thứ hai. Hội Thánh Berlin, chúng ta tới đây khởi sự đào lại cái giếng. Những kẻ thù
ganh tị, chèn ép, tranh giành lần thứ nhất. Không cần phải tranh giành, bán vào Chúa đi tiếp. Đi tiếp rồi lại tranh giành lần thứ hai. Nhưng cảm ơn Chúa, đến lần thứ ba thì có một điều xảy ra. Họ đào được cái giếng thứ ba, đặt tên Robot, Robot. Và Kinh Thánh chép câu cuối cùng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để chúng ta được, được gì nào? Nào chúng ta cùng nhau nhìn vào câu Thánh Kinh. Ở phía này nó không được rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta cùng xem đọc. Mà rằng, 1, 2, 3 cùng đồng thanh đọc nhá. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặt thịnh vượng ở trong xứ Berlin này. Bây giờ đây là cái giếng mà chúng ta cần phải quay trở lại, cái giếng có tên là gì? Là Rehoboth. Cái giếng ngày hôm nay mà tôi muốn chỉ cho chúng ta cần phải quay lại đào. Và bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, cái giếng thứ ba này bạn sẽ không còn nhìn thấy những kinh nghiệm đau đớn xảy ra trong 3-4 năm vừa rồi đâu. Nơi đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Chúa đặt chúng ta nơi quá rộng rãi này. Nó không phải là trống trải như thế này đâu. Sẽ có một ngày chúng ta nhìn thấy điều khác. Không phải chỉ nhìn thấy chiếc ghế tại đây, mà chúng ta nhìn thấy một đám đông. Họ không phải chạy tới với tôi hay tới với ai tại đây. Họ chạy tới với một đấng mà ngày hôm nay bạn được biết rằng đấng đó đang ở cùng chúng ta. Chúa cho chúng ta nơi rộng rãi để mà chúng ta được thạnh vượng ở trong xứ này. Được thạnh vượng ở trong xứ này. Tất cả mọi đớn đau trong 4-5 năm vừa rồi cần phải chấm dứt để bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự diệu kỳ. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng năm nay là năm của sự diệu kỳ. Cảm ơn Chúa, giếng thứ ba chúng ta đang đào đây này. Nào chúng ta cùng nhau quay đến một câu Thánh Kinh tiếp theo, sách Mác đoạn 16, 19, 20. Mác đoạn 16, câu 19, 20. Mác đoạn 19, câu đoạn 16, câu 19, 20. Sau khi Chúa Giê-xu nói với các sứ đồ, Ngài sống lại từ cõi chết, nói với các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sau đó Chúa nói rằng những ai tin ta sẽ có dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ này, dùng tiếng mới mà nói này, bắt rắn trong tay này, hết đặt tay lên kẻ đau được lành bệnh này. Sau khi Ngài nói những điều đó rồi, thì câu 19, chú ý nha, chú ý này, đây là cái giếng mà tôi và bạn cùng tập trung vào. Và khi chúng ta tập trung và trả giá cho cái đào giếng này trong thời gian tới, bạn sẽ nhìn thấy trong tương lai, bạn sẽ nhìn thấy không phải chúng ta làm, bạn sẽ nhìn thấy trong khi thanh thiếu niên hát tôn vinh Chúa, rất nhiều người bệnh tật được chữa lành. Bạn sẽ nhìn thấy có những con người họ lên phía trên này, phép lạ xảy ra để làm chứng. Bạn sẽ nhìn thấy rằng khi hát và nghe lời giảng thì lập tức quỷ xuất khỏi những con người bị quỷ nhập mà lâu ngày nó nằm chôn tại nơi đó. Bạn sẽ nhìn thấy được báp têm Thánh Linh hàng mấy chục người ở trong căn phòng này. Điều đó sẽ xảy ra với một điều kiện: chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái giếng thứ ba này. Nơi đây không còn tranh giành nữa. Nơi đây là nơi mà Chúa cho chúng ta nơi rộng rãi để chuẩn bị cái chỗ để mà chứa những con người cần tới Ngài. Và điều thứ hai, chúng ta sẽ thạnh vượng ở trong xứ này. Chúng ta thạnh vượng tại Berlin này, thạnh vượng tại nước Đức này. Và Hội Thánh Chúa không phải chỉ dành cho người Việt Nam, mà dành cho cả người Đức và những dân tộc khác nữa. Amen. Thời điểm đã tới rồi. Miễn là chúng ta nhớ lại những năm tháng vừa rồi, để khi thành công tới không có một ai kiêu ngạo. Amen. Câu 19 này, để ý này: Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói những điều đó xong thì được đem lên trời, ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời Cha. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm. Hãy nhắc lại cùng tôi từ Chúa cùng làm. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ kẹp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Để ý này, Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại, Ngài nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin ta sẽ có dấu lạ này. Sau khi Ngài phán xong, Kinh Thánh chép nhé, Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì làm sao? Thì làm sao? Được đem lên trời. Làm gì ở trên đó? Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời này là ai? Đức Chúa Cha. Như vậy bây giờ tôi hỏi, Chúa Cha và Chúa Con bây giờ này đang ở đâu? Đang ở đâu? Trên trời, đúng không? Chính cái đó là cái Chúa Giê-xu nói rằng nếu ta không về với Cha
thì Đức Thánh Linh không đến được cùng với các ngươi. Và bây giờ Cha và Con đang ở trên trời. Đấy này. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, sau dấu phẩy, sau cái từ mọi nơi này, sau dấu phẩy, Chúa cùng làm với môn đồ, lấy các phép lạ kẹp theo lời giảng và làm cho vững đạo. Chúa cùng làm với môn đồ. Đấng nào đấy? Nói to là đấng nào đấy? Vì sao? Vì sao lại Chúa Thánh Linh? Bởi vì Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời Cha đang ở nơi kia. Còn đấng mà Kinh Thánh chép rằng Chúa cùng làm với môn đồ, lấy phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo, chính là Đức Thánh Linh, là đấng đang ở đây cùng chúng ta, là đấng mà Chủ Nhật vừa rồi tôi giảng rằng chưa có bao giờ trong Tân Ước sách Tin Lành thấy có một câu nói rằng chúng tôi phải làm gì để được cứu. Thế mà cai ngục đã chạy tới hỏi Phaolô và Sila rằng chúng tôi phải làm gì để được cứu. Phêrô giảng một bài giảng, 3.000 người chạy đến nói rằng chúng tôi phải làm gì để được cứu. Câu trả lời, đấng nào đã cáo trách họ? Đức Thánh Linh là đấng cáo trách thế gian vì tội lỗi, bởi vì họ không tin ta. Thế gian chị em ơi, cái gì mà chúng ta bây giờ cần phải đào, đó là quay trở lại với mỗi thông công với Đức Thánh Linh của chúng ta. Đấng đó sẽ cùng làm với chúng ta, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Bạn có Chúa Thánh Linh ở bên trong chưa đủ. Bạn cầu một tiếng lạ qua báp tem Thánh Linh cũng chưa đủ. Chúng ta cứ tưởng như vậy là thành công. Không phải. Tôi yêu một cô gái, sau đó tôi lấy cô đó làm vợ, ở với cô ta 19 năm. Tôi hiểu ra một điều, yêu và lấy người đó xong chưa xong, nó mới chỉ là bước đầu vào mối quan hệ tìm hiểu người vợ của tôi. Tôi sống với cô đó 19 năm, càng sống tôi càng hiểu rằng con người này tôi chưa hiểu hết được và cần phải khám phá nhiều hơn. Bởi vậy cho Đức Thánh Linh ở trong mỗi chúng ta khi tin Chúa Giêsu rồi, nhưng bạn không thể không trò chuyện và tìm hiểu Ngài. Mọi người hiểu không ạ? Tôi hiểu ra một điều, qua mối quan hệ của tôi với vợ tôi, Chúa Thánh Linh dạy tôi rất là nhiều điều. Khi mà vợ tôi ở trong nhà buồn với vợ tôi ở trong nhà vui, gia đình nó khác. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta vui với Đức Thánh Linh ở trong chúng ta buồn, con người chúng ta khác nhau. Kinh Thánh chép rằng chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Khi Ngài vui, Ngài sẽ làm những điều tuyệt vời mà chúng ta ước ao và mong tưởng. Thầy anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Chúa Thánh Linh nhé. Amen. Nói người lân cận rằng hãy quay trở lại với Đức Thánh Linh nhé. Cô-rinh-tô 1 đoạn 2. Tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Cho tôi thêm 10 phút nữa. Cô-rinh-tô 1 đoạn 2. Câu 9 câu 10. Lời Chúa dạy nói với chúng ta về công việc của Đức Thánh Linh. Song le như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Những điều mà mắt chúng ta chưa hề thấy, tai chúng ta chưa hề nghe, lòng chúng ta chưa hề dám mơ ước, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị món quà đó dành cho chúng ta qua sự bày tỏ. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bày tỏ. Nhắc thật to, bày tỏ. Thế nào là bày tỏ? Thế nào là bày tỏ? Nhìn này, cái áo này đã che cốc nước và che những điều mà trên bàn này có. Giả sử đây là bữa cỗ, cái áo này che. Hành động của tôi như vậy này, cái này gọi là bày tỏ. Hành động này không làm thêm những gì đã có sẵn, chỉ đơn giản là vén những cái mà bị che khuất mắt của anh chị em để thấy. Chúa Giêsu đã làm mọi sự trên thập tự giá 2.000 năm trước, nhưng 2.000 năm đó nó bị che khỏi chúng ta. Đức Thánh Linh tới, Ngài bày tỏ.
cho chúng ta những điều mà Chúa Giêsu đã làm. Đó là câu Kinh Thánh vừa rồi mà chúng ta đã được nghe. Thành ra Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Điều mà tai chưa nghe, mắt chưa thấy, lòng chưa hề nghĩ đến thì Đức Chúa Trời sắm sẵn. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sắm sẵn. Diệu kỳ ở chỗ đó đó anh chị em. Sắp tới trong năm nay tôi háo hức chờ đợi. Anh chị em háo hức chờ đợi cùng tôi. 4 năm qua giá đã trả xong. Chúng ta đến cái thời điểm là nhận được món quà diệu kỳ từ Ngài. Trong hôn nhân của anh chị em, trong gia đình của anh chị em, Chúa sắm sẵn những điều ấy cho những kẻ yêu mến Ngài. Việc của chúng ta cần yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Cảm tạ Chúa. Nào, câu Kinh Thánh cuối cùng, Cô-rinh-tô 2 đoạn 13 câu 13. Chuẩn bị kết thúc rồi. Cô-rinh-tô 2 đoạn 13 câu 13. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời Cha, sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Ở đây chúng ta nhìn thấy qua sự thông công của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận thấy ân điển từ Chúa, nhận được tình yêu từ Ngài. Có những cái bài hát chúng ta cần cẩn thận một số lời cầu nguyện và lời hát nha. Có những lời hát như vậy này: Đức Thánh Linh ơi, con muốn thêm Ngài hơn. Cái đó là không đúng. Chúng ta phải hát rằng: Chúa ơi, hãy giúp con dâng thêm con cho Ngài hơn. Còn Chúa không thêm cho chúng ta. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Chúng ta cần phải để cho Ngài chiếm lĩnh chúng ta nhiều hơn. Vừa rồi tôi có hỏi anh Cần, cái này là cái găng tay làm việc phải không? Anh Cần bảo cái này là cái làm bao mạc, chuyên gia làm. Anh Cần đứng dậy được không? Dạ. Đây là cái găng tay, hơi bẩn một chút, tôi lấy từ nhà, từ vườn nhà tôi. À, nhưng mà bên trong thì sạch, tôi thường là dùng cái này. Dạ. Và bây giờ cái găng tay này á, nó cần sửa một số cái nhà ở trong vườn, và nó bắt buộc phải xỏ vào đây để mới làm việc được. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cái găng tay này nó nói với anh Cẩn, chuyên gia sửa nhà đó, chỉ cho anh phép anh xỏ một ngón thôi, còn 4 ngón kia nhất định nó không cho phép. Thì anh Cẩn có sửa nhà được không? Anh thử cho vào đây 1 ngón được không? À, 1 ngón, ok, có làm được cái gì không? Ok, bây giờ nó nói rồi thôi, cho 2 ngón. Làm được một... Chỉ làm được một chút thôi. Mọi người, tôi đang muốn chứng minh cho mọi người một điều. Từ từ, từng bước này. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau làm điều này nhá. Bây giờ hãy làm với tôi như vậy này. Bắt đầu vỗ cùng vỗ nào. Nó có gì không? Bây giờ 2 ngón này. Nó bắt đầu có mưa đấy ha. 3 ngón này. Nhiều hơn. Nhiều hơn rồi. 4 ngón này. Bắt đầu thấy có mưa to. Bây giờ cả bàn tay nào. Ok. Mưa rào đổ xuống nếu mình dâng tất cả bàn tay của mình làm công cụ tôn vinh Đức Chúa Trời. Bây giờ từ từ, anh chưa gì đã xỏ vào, nó đã cho phép đâu. Chỉ bây giờ 3 ngón. Dạ. Cái bàn tay này này, nó có 3 ngón và nói rằng là: ông Cẩn ơi, hãy cho tôi thêm ông nữa đi. Ông Cẩn nói rằng: tao cho mày hết cả rồi, nhưng mày có để cho tao chiếm mày đâu. Cái vấn đề không phải là thêm tao cho mày, mà tao đang cần mày cho tao thêm mày cơ, mới là quan trọng. Chúng ta cứ xin Chúa Thánh Linh ơi, cho con thêm Ngài. Chúa nói rằng không phải là thêm ta, ta dâng hết thảy ta cho ngươi rồi. Có sự gì ta giữ lại cho ta đâu. Nhưng bởi vì ngươi đã cản ta để ta không chiếm lĩnh hết ngươi. Và bây giờ sau khi nó hiểu ra vấn đề, nó nói rằng: bây giờ tôi dâng cho ông Cẩn cả 5 ngón tay luôn. Rồi, bàn tay của người thợ bây giờ được tự do hoàn toàn. Amen, amen. Và bây giờ ông Cẩn có thể làm được công việc của đúng không? Amen. Khi cái găng tay này nó sẵn sàng dâng hết thảy cho Đức Chúa Trời, cho Đức Thánh Linh làm việc, thì bắt đầu sức lực từ đây, sức lực từ tâm trí, những sáng tạo trong đầu của anh Cẩn với cái khéo tay của anh Cẩn làm việc. Và tất cả mọi công việc làm, nó cứ tưởng rằng cái găng tay này làm việc, nhưng không phải. Nó làm việc được bởi vì có bàn tay xỏ vào nó 100%, xỏ 5 ngón liền, chiếm lĩnh nó hoàn toàn. Cái đó chính là điều mà năm nay chúng ta cần với Đức Thánh Linh như vậy đó anh chị em.
Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.